Sách Ngọc Khang, tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám. Sách Ngọc Khang, tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám. Như vậy là dạ tiệc xanh coi như là xong. Bây giờ chúng ta hãy đến với nguyên liệu tiếp theo. Đậu xanh là một cái thực phẩm cung cấp chất bột đường. Khi cơ thể đang trong cái tình trạng stress á, thì cái chất bột đường có vai trò là thúc đẩy não sản xuất nhiều cái hormone môn vui vẻ, đó là serotonin. Thì cái hormone môn này giúp cho cái cơ thể mình nó trở nên là thư thái hơn, thoải mái hơn. Thật ngạc nhiên khi những hạt đậu xanh nhỏ bé này lại giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng. Tất nhiên đậu xanh chỉ phát huy khả năng xoa dịu thần kinh tốt nhất khi được sử dụng đúng cách. Câu hỏi dành cho bạn là trong 3 loại đậu xanh nguyên vỏ, đậu xanh cà vỏ và bột đậu xanh, loại nào có tác dụng giải tỏa căng thẳng tốt nhất? Và như vậy là chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, đây là đậu xanh còn nguyên vỏ, đậu xanh cổ tay, đậu xanh cà vỏ, chè đậu xanh đánh, bột đậu xanh và sữa đậu xanh. Trong 3 nguyên liệu này, nguyên liệu nào giải tỏa căng thẳng tốt nhất? Nếu chọn, các bạn hãy ăn hết. Mời hai đội trưởng bước lên phía trước. Bắt đầu. Nhanh lên, khẩn trương vào. Như vậy là anh Giang cũng phải dùng cho hết luôn nha, lỡ ăn. Ê, ngon lắm này, ngon ghê luôn á trời. Cái uống này quá kìa. Không sao đâu, ăn tới sáng cũng được. Đại đơn nhanh lên. Cố gắng lên. Đội trưởng ơi, lẹ lẹ đi. Uống đi, uống đi. Đẩy lên. Cố lên, cố lên. Nè nè nè, cho cái bút nè. Hết chỗ rễ trong miệng rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Hút cỡ lẹ. Cố lên, cố lên. À, hồi nãy ai xung phong làm đội trưởng? Em, em. Nghe sao bé không hút nè. Rồi xong. Vâng. Vậy là các bạn đã lựa chọn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem clip sau đây. Để mình ứng phó với tình trạng stress trong cái thời gian dài thì mình cũng phải đảm bảo rằng cái nồng độ đường trong cơ thể mình được duy trì ổn định. Đậu xanh hột nguyên vỏ là tốt nhất. Cái lớp vỏ lựu nó không những nó là chất xơ mà nó còn là một cái màng bảo vệ những cái dưỡng chất quý ở ngay bên dưới lớp vỏ lựu, đó là chính là vitamin B. Vitamin nhóm B nó có vai trò là giúp cho cái quá trình chuyển hóa chất bột đường được diễn ra thuận lợi hơn. Vitamin B á, là một cái loại vitamin tan trong nước, cho nên nó rất là dễ bị hao hụt trong cái quá trình mình xay sát cũng như là mình rửa. Thì cho nên là cái đậu xanh cà là cái đậu xanh mà người ta đã bóc bỏ cái lớp vỏ bên ngoài, cũng như là đậu xanh bột á, thì cái quá trình nó xay sát nhiều cho nên là nó sẽ bị hao hụt nhiều hơn. Sau đây Thiên Đường Ẩm Thực sẽ giới thiệu những kết hợp thú vị với đậu xanh. Bạn nghĩ sao khi kết hợp đậu xanh với hải sản, cuộn và chiên giòn? Nếu vẫn chưa hình dung được, hãy theo dõi đầu bếp của Thiên Đường Ẩm Thực chế biến món ăn này. Các hạt lựu các loại hải sản và trần sơ, trộn đậu xanh hấp chín với hải sản, rau củ và nêm gia vị. Nhìn màu sắc hấp dẫn chưa kìa? Cuộn tròn hỗn hợp và cắt thành từng đoạn thế này, trông lạ mắt quá phải không? Lăn thành cuộn đậu xanh hải sản này với bột khô, trứng đánh và bột chiên xù. Giống như chả giò. Bây giờ thì đợi cho chúng chín vàng, rưới thêm sốt mayonnaise trộn với sốt tương ớt. Một món ăn lạ mắt và ngon miệng cái này chắc chắn sẽ khiến những đứa trẻ thích mê cho xem. Món ăn tiếp theo dành cho những tín đồ của thịt ếch dai ngon và bổ dưỡng. Ướp đùi ếch với tỏi, đậu hành, lá cà ri, bột cà ri và một ít gia vị. Chắc hẳn là chúng ta sẽ có một món ăn đặc biệt đậm vị cà ri the the. Xào hành tím với các loại rau củ, cho đậu xanh, bo bo vào, thêm một ít nước dùng và nấu đến khi mềm. Màu sắc rực rỡ của món ăn là nhờ hỗn hợp này đây. Riêng đùi ếch thơm ngon được xào với sa tế cay. Nhớ cho thêm một ít nước dừa béo béo khi thịt ếch chín. Ôi, mùi thơm của cà ri như thế nào thì các bạn tưởng tượng được rồi đấy. Còn gì bằng khi được giải tỏa căng thẳng bằng một món ăn tuyệt vời như thế này. Trời ơi, Linh ơi. Đã đến lúc tráng miệng rồi đây. Sự kết hợp độc đáo giữa đậu xanh, dâu tây và dừa. Quấy bột sốt trứng với sữa lạnh, ta sẽ có hỗn hợp bột màu vàng mịn đẹp mắt. Trộn bột với dâu tây, cơm dừa bào sợi và đậu xanh hấp chín. Bây giờ chỉ cần gói chúng lại với da bò bía và chiên với dầu nóng.
phải là dầu nóng nhé, nếu bạn không muốn có những miếng nèm xấu xí và ngậm đầy dầu. Đây cũng sẽ là một món ăn độc đáo cho các bé, và chắc chắn người lớn cũng không thể chối từ. Bây giờ thì còn chần chờ gì nữa, hãy chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức bàn tiệc cuối cùng của chương trình hôm nay. Và bây giờ xin mời đại tiệc đậu xanh. Và trước khi chúng ta đến với đại tiệc đậu xanh, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và giao lưu với một nhân vật nữa trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là đầu bếp thượng hạng Trần Hải Bảo. Và hôm nay anh mang tới cho chương trình cái món quà gì đây? Một cái món ăn rất là mát mẻ cho cơ thể, đó là món salad trộn tôm sốt cocktail trứng cá hồi. Dạ, em thích cái đó, em thích cái đó. Bây giờ là mình sẽ cắt salad ra, sau đó mình cắt thế này. Trời ơi, người ta đầu bếp thượng hạng mà nó chuyên nghiệp quá. Đây, mình cho vào đây. Đây, mình cho nó vào. Bây giờ là mình làm cái sốt mayonnaise nè, tương cà, tương ớt. Trời ơi. Nhưng mà ông Hoàng biết này là gì không? Thứ gì anh? Đây là một loại sốt cay. Nó có tên tiếng Anh là Tabasco. Nó có vị... À em biết rồi, em biết rồi. Em ăn pizza hay có cái này? Ờ đúng rồi. Pizza hay có cái này. Cái này mình ăn với tôm, với hải sản thì mình cũng phải cần có một chút rượu coi nhé. Dạ. Yeah. Cho nó thơm vô, cho nó không tanh. Đấy. Yeah. Mà nó làm ấm đi cái bao tử của mình. Cho một ít muối vào. Tiêu. Dầu liu vào. Dầu liu. Cái này là gì anh? Cái này là trái bơ, để bạn nữ rất là thích, rất là tốt. Cho nên nó cho một ít sốt vô. Ông Hoàng giúp giùm cho mấy cái ly không vào. Đây, 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 đây. Không có gì hết, không có việc gì khó. Ủa vậy mấy cái này làm gì? Từ từ, đừng nóng, đừng nóng, bình tĩnh. Dành cho ông Hoàng. Riêng cái ly của tôi là ba con. Một nè, hai nè. Còn hai con, hai con. Còn lại kia, còn lại kia thôi. Thế là xong một món, thưa ông Hoàng Thành Phúc. Đầu bếp thượng hạng Trần Thái Bảo đã mang đến món ăn được chế biến trong vòng 3 phút. Và bây giờ chúng ta hãy đến đại tiệc đậu xanh. Nè, cái này các bạn ngồi chơi nè. Còn cái này vô đây. Wow. Chúc cám với mẹ cám ăn ngon nha. Chắc anh chết. Cái mùi cay của sa tế và cái mùi béo của cái đậu xanh nó quyện lại với nhau. Cái món này ngon. Vị ngọt của thịt ếch luôn. Mình đừng có giành giật vậy, người ta buồn. Hiểu không? Ngon em. Em thiệt là em không có biết ăn ếch, nhưng mà đây là lần đầu tiên em ăn á mà em... Ủa thiệt lắm hả? Dạ em không biết ăn. Chứ giờ em sợ ăn lắm, nhưng mà lần đầu tiên em ăn á mình thấy ngon vậy luôn á. Từ đó đến giờ là em ăn rất là nhiều món ếch rồi mà chưa có cái món ếch nào mà em cảm thấy nó ngon như vậy. Nó vừa có cái vị cay nè, mà nó vừa có cái vị bùi bùi. Wow. Nó lại dai dai nữa, cái món này thì chắc là món ngon nhất hành tinh này luôn á. Những cái người mà không được ăn cái tội nghiệp nó ghê luôn á. Thử thử thôi, không ăn. Đừng làm vậy. Tất cả đều phải có điểm dừng. Phải có một cái sự nhân đạo ở trong cái cuộc đời của mình đó. Mọi người ăn thì cứ ăn đi. Có một người là tôi phát hiện là nãy giờ là chăm chú ăn mà không có nói nên lời luôn. Không nói nổi luôn. Ăn nhiều cũng không cao được đâu. Hải sản cuốn chiên với đậu xanh. Đây có một cái sốt của nó. Đó, cái sốt. Đây, cái sốt. Đây, đây, đây. Đây, cái sốt. Cái tiếng đậu xanh rơi vào chén vui tai ghê nhỉ. Nghe vui ghê. Chúng ta đứa trẻ tự kỷ mà bị bỏ ở nhà cơ. Cái tiếng nghe nó vui gì đâu. Đáng thương quá. Ôi, em biết sao giờ. Nó không giúp được. Hôm qua là đại diện mấy người không có trái tim. Nó béo, cái lớp vỏ nó vẫn giòn và nó đảm bảo được là khi mình ăn vào nó vừa mềm ha, nhưng mà nó vừa dai dai. Nói nghe nè, im lặng để bên đây tao nói chuyện chút. Thằng nói gì đi em, ăn hoài vậy? Em đang bị đê mê và bê sơ mê. Em không thể tỉnh được. Như vậy là sau nhiều vòng chơi thì hai đội vẫn hòa nhau một đều đúng không? Cho nên bây giờ sẽ là phân biệt thắng thua. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và bây giờ chúng ta sẽ có 6 câu hỏi để tìm ra đội thắng cuộc. Đội nào có nhiều câu trả lời chính xác hơn thì đội đó sẽ giành phần thưởng của chương trình. Câu đầu tiên sẽ dành cho Nhã Phương. Nãy em có ăn ghẹ không? Có, em mới ăn xong đó. Khi chúng ta ăn xong thì nghe cái mùi của ghẹ đúng không? Dạ. Có hai cách để tẩy cái mùi đó. Đáp án đầu tiên là dùng nước trà và chanh. Cách thứ hai là dùng giấm. Giấm? Anh sao giấm được anh? Chị bậy bà nè. Trà.
và chanh. Giấm thường là giấm nuôi, mùi nó rất là nặng. Còn trà với chanh thì nó thanh hơn, mà nó lại không có mùi nặng. Mà chanh thì cũng có vitamin, nó cũng thể làm cho mình da tay nó cũng mịn. Các bạn có một câu trả lời chính xác. Câu hỏi thứ hai dành cho Quốc Thiên. Có nên dùng dầu ô liu cho các món chiên hay không? Thì nghĩ là không. Câu trả lời của bạn chính xác. Khi mà chúng ta chiên hay chúng ta đốt bằng nhiệt dầu lên thì cái chất ở trong dầu liu nó sẽ bị phân hủy bớt đi. Và bây giờ là câu hỏi thứ ba dành cho Alice Cầm. Alice cố lên nha. Ok. Ok. Động thái nào trước khi nấu cháo đậu xanh sẽ giúp đậu xanh mau mềm hơn? Mình phải ngâm đậu xanh trước khi nấu. Và sau đây là câu trả lời. Trả lời chính xác câu hỏi. Dễ quá mà, quá dễ. Và bây giờ là câu hỏi dành cho Hàm Đế Trường. Khi thả trứng vào nước, trứng chìm hay nổi là tốt? Xin mời. Trường nghĩ là trứng nổi thì tốt. Vâng, xin mời anh Trần Hải Bảo. Xin chia buồn cùng bạn. Khi chiên thức ăn, chúng ta sẽ dùng những thực phẩm nào để tránh bị văng, bị bắn và thực phẩm không bị nát? Đáp án A, củ năng. Đáp án B, gừng. Xin mời. Câu trả lời là gừng. Trước khi mà mình chiên thì mình dùng một ít gừng, mình tha một lớp mỏng ở dưới chảo trước khi mình cho dầu vào, thì sẽ hạn chế dầu nó nóng, nó bắn vô người mình hơn. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Câu này cũng rất dễ. Khi chúng ta nấu chè đậu xanh, chúng ta nên cho đường vào A, khi hạt đậu đã mềm, hay B, khi hạt đậu còn cứng? Xin mời. Khi hạt đậu đã mềm. Khi hạt đậu đã mềm là lựa chọn của bạn. Sao vỗ tay? Em nghĩ là đúng rồi đó. Em nghĩ là đúng. Chúng ta hãy cùng nghe lời giải thích của anh Bảo. Xin mời. Rất là tiếc. Bạn đã trả lời đúng câu hỏi đó. Trời ơi, làm hết rồi. Vâng, như vậy phần thưởng đã thuộc về đội thăng bánh tráng cột. Xin chúc mừng.